Thì đi bán xong rồi lấy tiền để làm gì? Lấy tiền để sau này anh xử cho em đi học cấp 3 thì lấy tiền đấy để đi học thì nếu là anh xử không cho đi thì nếu anh xử cần tiền làm việc gì thì em đưa cho anh xử ạ. À. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Hay có lẽ là cái khung hình ở đây thì không có xa lạ với các bác nữa rồi. Mỗi lần mà cháu Lực đi xuống thì cháu Lực có lần thì cháu Lực là ghi hình ở trên này, còn là có lần thì cháu Lực ghi hình ở dưới kia các bác ạ. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì cháu Lực nghe tin được rằng là người mẹ của các em ấy các bác. Cái chuyện này thì cháu Lực không có muốn nhắc đâu các bác nhá. Đấy, nhưng mà cháu Lực phải nhắc qua một chút thì mới biết là cái câu chuyện của nó là diễn ra như thế nào. Người mẹ của các em ấy các bác là đi lấy chồng mới ấy, thì không may là chồng mới thì cũng qua đời rồi. Và hiện tại thì đang rất là tìm rất là nhiều cách là muốn ra ở nhà, ra ở với lại hai ông cháu của bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực lên thì xem là có bắt gặp là người mẹ có lên trên này để mà dụ dỗ được không. Còn là bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của ba cháu của bác nhé. Thời tiết là mấy hôm nay thì khá là đẹp của bác ạ. Bây giờ thì cũng đang vào đến cái mùa là măng nứa rồi, thì thấy là có rất là nhiều cái măng nứa này. Cái mùa này thì em Sử với em Hải là hay lên trên rừng để mà lấy cái măng nứa này về phơi khô xong là bán đi. Và có vẻ như là đây là em Hải sao cô bác. Ôi anh chào Hải nhá. Đi đâu mà cầm dao với lại cả cái sọt ghê đấy? Em đi lấy rau chị kia. Lấy rau à? Vâng. Ồ. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thế đi lấy rau thì đi một mình thôi à? Vâng. Thế anh Sử không đi cùng à? Anh Sử chăn trâu rồi. À anh Sử đi chăn trâu, thế là em là đi lấy rau à? Vâng. Cái này là lấy rau lợn hay là lấy rau gì? Lấy rau để bán ạ. Lấy rau để bán á? Vâng. Thế là rau này đi xa để lấy không? Trên kia thôi ạ. Ở trên kia à? Vâng. Thế từ đây đi thì đi độ tầm bao nhiêu lâu thì có biết không? Không biết ạ. Không biết á? Vâng. Thế là em lấy rau này để làm gì? Thì mang đi bán ạ. Để mang đi bán á? Vâng. Mang đi tận đâu để bán? Xuống xá kia. Mang đi xuống xá để bán à? Vâng. À, cháu Lực sẽ cùng em Sử là đi em Hải là đi hái rau xem là em mới hái rau gì cô bác nhá. Hái hôm nay một cái sọt này thì là mới về à? Vâng. Đấy đi thì có vẻ như là còn đi theo cả ủng nữa đấy cô bác ạ. Thế em đi hái rau, thế là em là bây giờ là biết đi lấy rau này là để tiết kiệm tiền. Vâng. Tiết kiệm tiền là sau này nếu mà anh Sử đồng ý cho em đi học cấp 3 thì em sẽ dùng tiền đấy để đi học à? Vâng. Nếu mà anh Sử bận hay là nhiều việc thì không cho đi thì là em sẽ dùng tiền đấy là cho anh Sử. Vâng. Nhưng mà cái này cho anh Sử để lấy vợ hay là cho anh Sử để làm gì? Để cho anh Sử lấy thức ăn và nếu không bán gạo thì để cho anh Sử mua gạo. Anh cũng năm nay mới có 12 tuổi thôi các bác. Suy nghĩ là rất là chín chắn và rất là lớn rồi. Em Sử thì em Hải thì cũng có một cái ước mơ là muốn là đi học cấp 3 cô bác ạ. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng đã hỏi về em Sử thì em ấy cũng nói rằng là cũng mong muốn là cho người em của mình học hết cấp 3 đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là vì cái hoàn cảnh gia đình của các em thì là không có tiền cho nên là cũng không có dám để mà đi học cấp 3 cả. Nếu mà được các bác ở trên kênh có trợ duyên và đồng hành cùng cháu Lực giúp đỡ em Hải đi học cấp 3 thì rất là tuyệt vời. Đấy, vừa rồi thì nghe em Hải có chia sẻ rằng là đi lên rừng lấy rau về để mà đi bán xong làm ấy nữa, thế dùng cái tiền đấy là để đi học cấp 3. Nhưng mà tiền này thì là bán được tiền thì em sẽ dùng tiền đấy để đâu? Có ạ. Em dùng tiền để đâu?
để nhớ chưa học hết lớp 9 thì phải cất ạ. Vâng, là phải cất đi à? Vâng. Cất ở trong tủ chứ? Vâng, cất ở trong phòng em với anh Sử ạ. Này, các em thì ở nhà thì cũng có tủ đồ đạc này kia thì có ổ khóa đàng hoàng các bác. Thế là em đi lấy dâu như này thì năm bao nhiêu tuổi thì em đã biết đi lấy rồi? Năm 10 tuổi. Thế 50 tuổi là đi lấy rồi à? Vâng. Thế còn trước kia thì em đi một mình hay là đi với ai? Đi với con nhà chú. Đi với con nhà chú à? Vâng. Thế sao hôm nay em lại đi một mình? Hôm nay con nhà chú chăn trâu rồi. Con nhà chú là đi chăn trâu á? Vâng. À, thế là con nhà chú đi chăn trâu thì một mình em cũng tự biết đi lấy. Vâng. Thế là nay lấy xong rồi thì để ngày mai đi bán hay là đến hôm nào mà em đi bán? Ngày mai ạ. À, đến ngày mai là em đi ra chợ để bán à? Vâng. À. Đi vào rừng để lấy thì có đi vào trong rừng sâu không? Không đâu ạ. Không ạ? À? Vâng. Là đi ngay cái bìa rừng thôi à? Vâng. Ồ. Ê, hôm nọ thì anh có lên trên nhà của em ấy thì nghe rằng là mẹ lấy tiền cho Sử ấy, thì là mẹ có lấy tiền cho em không? Có, nhưng mà mẹ lấy tiền cho em thì em không lấy đâu ạ. Em cũng không nhận à? Vâng, em tự đi kiếm thôi ạ. Tự đi kiếm á? Vâng. Thế mẹ lấy tiền cho thì mẹ có nói gì không? Số tiền đấy dùng để làm gì không? Mẹ bảo là lấy số tiền đấy nếu các bà giúp đỡ thì lấy số tiền đấy mang đi cấp 3 ăn sáng. Cấp 3. Thì em bảo là em không muốn nhận thì em tự đi kiếm thôi ạ. À, thế là mẹ là muốn là dùng cái tiền đấy để mà sau này mà lỡ đâu em đi xuống cấp 3. Vâng. Thì là dùng tiền đấy để mà ăn sáng. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ em mới học lớp 8 thôi, sang năm thì lên lớp 9 rồi. Vâng. Thì là mẹ cho sớm đấy hay là mẹ có ý định nào khác không? Không biết đâu. Không biết đâu. Vâng. Thế dạo này thì mẹ hay hay về quan tâm mà. Vâng. Thế mẹ cho thì hôm nọ thì cho tiền thì em có biết là tầm bao nhiêu tiền không? Có ạ. Có à? Vâng. Có bao nhiêu tiền không đấy? Mẹ cho bao nhiêu tiền? 200 ạ. Cho 200.000 à? Vâng. 200.000 thì cái tiền 200.000 thì tiền nó cũng đối với lại các em thì số tiền cũng rất là lớn của bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì 200.000 nếu mà bây giờ để mà đi ra xá hay là đi xuống huyện thì nó cũng chỉ mua được độ tầm là một bộ quần áo thôi. Đi lấy sớm xong là về sớm à. Ui, đây thì có chó đấy nhỉ. Để bà con hay đi vào rừng lấy những cái bó củi cây nứa này về rất là to. Thế là một cái sọt này nếu mà đầy thì có điệu được về không? Được ạ. Điệu được về à? Vâng. Tại vừa rồi thì cháu Lực cũng định là đi xuống cái nhà của các em đi cô bác. Đấy, nhưng mà gặp em Hải em ấy bảo là đi hái rau, cứ không biết là đi hái rau gì. Cháu Lực cũng rất là tò mò thì cháu Lực sẽ đi theo em ấy và cháu Lực sẽ ghi hình lại. Đây có lẽ là cái khung cảnh như này cô bác này thì diễn ra đối với lại hai anh em thì rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà Hải được các bác giúp đỡ làm nhà rồi thì sao lại không ở nhà đi? Còn đi rừng làm gì nữa? Em tại vì là em không có tiền đi chợ, vậy em phải đi kiếm thì cũng có tiền để dành khi nào học hết lớp 9 rồi. Thế là bây giờ là đi đi đường này à? Vâng. Thế Hải đi trước đi. Anh đi sau. Đi cẩn thận nhá. Tại vừa rồi thì cháu Lực cũng hỏi về em Hải cô bác rằng là các bác được các bác giúp đỡ làm nhà rồi thì sao lại không cùng anh Sử để mở nhà để hưởng thụ đi. Nhưng mà em cũng có nói với cháu Lực rằng là mặc dù là được các bác giúp đỡ nhưng mà em cũng muốn là đi ra ngoài để mà chính vào cái sức của mình đi làm. Đi vào đường đấy đi được à? Thế đi vào đường này đi. Đây này, anh thấy đây có đường này. Đây thì có vẻ như là bà con là cũng lên đây lấy nước rất là nhiều này. Cái này cái rau này thì nó ở từng cái khu nào?
ở gần khe suối hay là như nào? Ở gần những cây này à? À đây có phải cây này không? Phải à? Nhưng mà loại này là loại có ăn được không? Được đúng không? Anh cho Hải đeo mic này thì nó sẽ nói to hơn. Vâng. Như là không có đường đi đâu cô bác ạ, là đi mò theo thôi. Đi bây giờ thì đi đường nào nữa? Biết đường trên này đi được không? Được. Thế mọi lần là em hay đi đường nào? Em hay đi đường này. Đường này thì anh em mình đi men theo cái suối đi. Vâng. Xem nào cái nó khó thì hái. Anh tưởng rắn chứ Hải ơi, sợ quá. Anh tưởng rắn quá. Còn thế là bà con ở dưới này trong này chém khá là nhiều nhà đây đây. Vâng. Có phải uống nước nhiều quá? Thì rất là khó đi vào thân Hải nhá. Vâng. Rồi, cũng là biết là Hải là đi rừng cái đất cũng ấy. Đi ủ theo để bà con Hải là đi vào rồi. Vâng. Thật nhé. Vâng. Năm nay có 12 tuổi thôi nhưng mà em cũng đã biết cái cách mà coi như là nuôi sống cái bản thân của mình đấy các bác. Mặc dù là cũng được các bác là yêu quý hai anh em giúp đỡ rất là nhiều, tuy nhiên thì các em không có Hải không gọi là dễ chấm vào lắm các bác. Cái mùa này thì đang là cái vào mùa mà nó hiếm nước rồi các bác ạ. Thì không có nước chảy nhiều cho lắm. Được không? Đi đi kia, đi kia, đi. Tên của bác ạ. Lấy là đường như đường là không có ai vào ấy nhở? Vâng. Chắc cái này đã. Vừa đi là vừa chặt ạ? Vâng. Một mình thôi là cũng dám đi vào trong tận là biệt rừng để mà lấy rau. Còn ở đây thì có vẻ như là bà con cũng vào đây lấy củi này, thế là chặt những cây nứa để đây rất là nhiều. Cái măng này thì em với lại Sử thì hay đi đâu lấy nhiều nhất? Trên rừng già kìa. Rừng già. Vâng. Có vẻ như là đây là phần phía biệt rừng nữa, cho nên là không là giải trước ra phải kéo ra. À. Người ta không cho lấy mấy. Đúng nhá. Vâng. Mọi cái lần này em hay vào đây lấy à? Vâng. Ừ. Cái này thì có hái được không cái này ấy? Được ạ. Được à? Vâng. Thế là cái này thì để mà đem đi bán thì người ta cũng mua à? Mua ạ. À, cái này thì để mà đi xào với cô bác ạ. Thì thấy là ôi, đây là trước Hải đi. Hải đi đây hái hay sao ấy? Vâng. Có vẻ như là thấy là rất là nhiều cái như là cái măng đưa thì thấy là em Hải ở đây hái hầu như là những cái non là Hải là hái em biết rồi đấy. Vâng. Đây chắc là mới mọc, mới mọc nhiều, bắt đầu là mọc nhiều đấy Hải nhờ. Vâng. Nhưng mà đây rất là Hải vừa mới hái được mấy ngày trước rồi nhờ. Vâng. Đây là chiều nay là có ai đi hái rồi. Không biết được. Vâng. Mọi lần là em hay ra đây để hái à? Vâng. Rồi. Đây thì cũng thấy là bà con là trồng thảo quả rất là nhiều cô bác ạ.
hái những loại rau gì? Rau mà hôm cho em mang đi bán ạ. Cho em mang đi bán nhé. Vâng. Có phải là loại này không? Không phải đâu. Không phải đâu à? Vâng. Thế là bây giờ là để sọt ở đây rồi à? Vâng. À. Ở đây thì có vẻ như là bà con đang trồng quả rất là nhiều đúng không này. Anh nhìn thấy là cái bốn thảo quả là cái quả nó là ra một chút rồi. Cái này mới phải sôi. À, cái này mới phải à? Ở đây nó có hai loại à? Cái này không phải đâu. À, không phải đâu à? Vâng. Có vẻ như là cũng phải là phân biệt bằng cách ngửi các bác ạ. Giống giống nhưng mà thối, không phải. Giống giống như nó bị thối à? Vâng. Thế là phải lên trên cao thì nó mới nó có đấy nhỉ? Vâng. Hay là chỗ này là người ta bị hái hết rồi cái này ấy? Không biết rồi ạ. Cái cảm giác nghe kiểu là nó mùi xoài đấy các bác ạ, mùi xoài một chút. Non thì mình lấy được à? Vâng. Thế là hải hái bên đấy nhá, anh hái bên này nhá. Vâng. Mà hải hái đấy không? Cái này thì có vẻ như là ai cũng có cái cây hái này. Thực ra là hải là toàn là cái cây già thôi. Một bó này thì bán được bao nhiêu tiền hả Hải? Một bó này được 2.000 ạ. Một bó này bán được 2.000 thôi á? Vâng. Ăn được ạ? À? Ăn được luôn ạ? À? Được. Ăn được em, luôn à? Em thử ăn xem có phải không? À. Thế là còn phú phải là phân biệt đấy nhờ? Vâng. Nhiều loại các bác ạ, nó giống nhau hay nhưng mà ở trên này thì mới phải, cái kia thì là không phải. Ô đây này, cô Ngài vừa về hái, hái hầu như là những cành non nó thì là hái hết rồi. Có lẽ là hôm nay là anh Vinh Hải ra đây là hái là hình như là hết cái, ai hái cái loại non nó hết rồi. Vâng. Là mọi lần nếu mà Hải đi lấy thì đi tận đâu, đi những chỗ nào lấy? Tích trên kia. Tích trên kia. Vâng. Và trong và trên kia thì có nhiều hơn à? Vâng. Ừ. Cái này là một tí cắt xong là để vào trong cái sọt thì về nhà mới buộc à? Vâng. Lấy già hay là lấy non? Lấy thế nào cũng được ạ. Thế nào cũng được ạ. Thế nào cũng là mình vẫn phải lựa qua một lần nữa ạ. Vâng. Vừa rồi đấy thì lấy thêm một con dao với Hải thì có vẻ là hái nó sẽ bị dây dữ rồi. Vâng. Mình quay ra để mà để thì rất là đau quá. Còn ít thôi ạ. Còn ít thôi à? Vâng. Ở đây thì chỗ trước mặt Hải thì có vẻ như là ai vừa mới về hái xong ấy nhỉ? Vâng. Cây này rất là nhiều.
Nhưng mà một bó như này thì làm được 2.000 chưa? Rồi ạ. Một bó như này thì mới được 2.000 à? Cái khi to hơn ạ. To hơn nữa? Vâng. Vậy, theo Hà nói với cháu được rằng là hái một cái bó này được 2.000. Thế là mỗi lần hải đi hái thì được tầm bao nhiêu bó? Nếu được 10 bó thì 20.000 thôi ạ. 10 bó thì được 20.000 à? Vâng. Hôm nào mà hái được nhiều nhất thì được bao nhiêu bó? Được 20 hay là 30 ạ? 20-30 à? Vâng. Quả là nếu mà 20 thì mới được có là 10.000. Cái 10.000 để em hải là tiết kiệm. Vừa rồi ở đầu video thì Hải chia sẻ cho được rằng là cái tiền này thì em sẽ tiết kiệm để mà ví dụ sau này mà đi học được cái anh sử đồng ý để đi học cấp 3, hay là sau này nếu như mà nhà anh sử không có người để mà làm công thì là em Hải sử dụng số tiền đấy để mà giúp cho anh sử của bác ạ. 12 tuổi thôi là đã biết nghĩ rất là sâu sắc. Là bây giờ ở trên này thì không có thì lại đi hái nữa. Chả đi, lại đi xuống cái kia thôi. Lại đi xuống cái kia thôi à? Vâng. Đây này, người ta thì mới hái sạch cái chanh này, thành ra là hải thì mới không hái được. Đây hải trước anh đi. Vâng. Khi là cẩn thận hái ấy. Vâng. Hình như là không có con đường đâu. Con đường này thì là gọi là đi đi trên những cái lá cây thôi. Vâng. Ôi dồi ôi. Sao? Này anh có cây này đâm vào chân anh. Đó. Lúc lên thì cũng khó, lúc về thì cũng khó. Vừa đi là vừa hái nữa. Vâng. Thảo quả này thì là ai trồng ấy? Không biết ạ. Không biết à? Vâng. Nhưng mà nếu mà mình lấy thảo quả này thì có được không? Không được đâu ạ. Không được đâu à? Vâng. Mình chỉ là lấy được những cây này thôi đúng không? Vâng. Em ạ. Thảo thì có vẻ là đi lên đây là lấy muộn hơn được các bác, thành ra là không có ai có nữa. Không có nữa. Lấy xấu quá thì xuống cái chợ không có ai mua, phải lấy tốt nhỉ? Vâng. Như này thì lấy xuống chợ thì không có ai mua rồi. Thì tốt hơn thì bị trong này à? Vâng. Trong vâng. Thế bây giờ ở chỗ này không có thì còn đi chỗ nào nữa không? Chà, chỗ này không có nữa thì phải đi phải chặt củi thêm ạ. Phải lấy củi ra đi về nhà. Vâng. 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 Đây thì là cái số mà bìa sừng các bác gần nhà thì là bị người khác hái mất rồi. Còn là như em xử thì có em hải thì nếu mà em ấy đi đây chặt cho. Này, rau cứ làm thế. Hả? À, rau này được không? Được. Hải cầm dao nhé, anh nghe đi cho nhé. Vâng. Dao đi, anh nghe đi cho. Trước đi.
khó rồi. Giúp em thả. Thế Hải vừa đi là vừa kiếm củi nhá. Vâng. Để anh để vào đây cho. Tìm cho. Thế là rau để hái được ít thì còn mai thì liệu còn đem ra chợ bán không? Dạ, hái được ít thì lấy về nhà ăn thôi ạ. Được ít thì về nhà ăn thôi ạ. À? Vâng. Chặt đi xong rồi bỏ vào đây. Cái này không lấy à? Không lấy à? Nặng. Nặng đúng không? Vâng. Và xong mất công đi vào trong tìm, phải tìm mấy canh không. Nhờ mấy lấy về thì không có nặng. Nhưng mà mọi lần mà em đi với lại con là chú đi lấy thì đi vào tận chỗ nào để mà lấy? Tiết trên kia. Tiết trên kia. Vâng. Và kia thì sâu hơn à? Vâng. Này không lấy đâu. Không lấy à? Vâng, nặng. Nó bị làm sao mà không lấy? Nó bị có nước trong rồi. Nó bị ướt đúng không? Vâng. Ướt đúng không? Vâng. Rau sớm đấy thì cố gắng này thì là cũng bị là ngày khác là hái mất hết rồi, thì ra là lúc mà em hái lên ấy cũng có đứt, chúng ta là hái được một chiếc rau là về đến nhà để tối nay thôi. Em đi thì còn bị đứt luôn cả tết này. Bây giờ thì đi một chân đi về thôi. Bây giờ chắc là đi một chân đi về thôi. Cái này thì có vẻ như là ai đi đâu quá thì hải, phải là, vâng. Có phải là hải thì hải không? Không phải đâu ạ. Phải à? Vâng. Như cái rau này nó không biết. Rau nào? Tay đâu ấy, rau này. Rau này á? Vâng. Rau này là biết đứt tay à? Đúng. Ồ. Rau như này kiểu đâu? Là như kiểu con kiến này. À, nó... nếu mà nó cắn tay thì đâu à? Vâng. Cho anh mượn xem nào. Có phép không biết có phải này không? Ừ. Nhưng mà cái rau này là... nhưng mà có gai nhiều quá nhỉ? Vâng, không biết có phải không. À, đây này, ôi, gai nhiều quá của bác ạ. Đấy, Hải thì có vẻ là đi vào rừng. Hôm trước em lên trên rừng, khi em gặp cái này em thường bị ấy. Thường bị á? Vâng. Không biết có phải cái đấy không. Đấy, Hải thì có vẻ như là đi vào trong rừng thì hầu như là cái cây như cái dạng là đọc thì em cũng đều biết sơ quá rồi. Không có quỷ. Hả? Bảo không có quỷ. Quỷ cũng ở trong ở ngoài bề rừng quá cho bác, thành ra là cái gì cũng bị người ta khai thác rất hết. Cây nào anh đấy đợi em nha. Đi xem cây này chặt được không? Em chặt được không? Cái dao đấy liệu chặt được không? Được. Xem có khô không? Đó là cái kia cũng một cây là khô rồi, em phải chặt một chút. Đi thật nhá. Vâng. Phải xem nó có đứt không? Nếu mà bị đứt thì kéo lại cây luôn cái đấy. Vâng. Chắc là phải chạm mới được. Vâng, vâng. Không biết có khô không? Nhiều khô ạ. Vâng. Vâng, em chạm em vác ạ. Em bảo là em chạm em vác. Vâng. Như cái này chưa khô đâu anh ơi. Chưa khô đâu à? Vâng. Chưa khô thì chưa về đâu. Rừng này nó là rừng của bên, gọi là rừng chung đấy các bác. Cho nên là những cây khô như này
thì mình sẽ được phép là mình chặt. Còn cây thươi thì sẽ không được phép là chặt đâu, chặt thì sẽ bị phạt đấy. Bây giờ đi vào đường cũ hay đi vào đường nào? Đường cũ rồi ạ. Đây thì có vẻ như là có nấm tai mèo rất là nhiều đúng không ạ? Nấm tai mèo nhưng mà lấy được nhiều thì về phơi khô bán cho con bác thì cũng được đấy. Đúng không? Nó gọi là nó hoàn toàn bằng nó tự nhiên thôi. Vâng. Cho nên là nếu mà những cái sản phẩm mà nó được gửi tới tay cho con bác ấy, có thể là có những sản phẩm nó sẽ không có được mẫu má nó đẹp một chút. Đấy, nhưng mà chất lượng của nó thì là toàn là nguyên chất. Ôi, em muốn đi đường nào nhỉ? Muốn đi đường này. Đi đường này à? Đây không phải. Đi đường này vẫn đi được à? Con đi được à? Thế Hải đi trước đi. Đấy mình là đi vòng đường này này. Vòng này xuống này. Quân lên đấy. Vâng. À đây này cũng người ta cũng nên lấy củi đây này. À đây có cây này. Cây này vâng, em lấy được bác thôi. Vâng. Lấy dao để vào trong sọt đi. Bây giờ nếu mà không chặt đấy. Thì em vác cũng được. Nhưng mà lấy dao ấy, dao để vào trong sọt đi. Được rồi. Ở bên kia thì cũng có mấy mẹ con là đi vào trong rừng để lấy nha các bác. Có thể là mấy mẹ con bên kia là chắc là người hại vừa đi hái rau về ấy. Vâng. Đợt này vẫn đi được. Sao mà không nhớ được nữa? Dạ. Vâng. Cái này như kiểu cái nhộm xôi ấy nhở? Vâng. Cái này rất là giống cái cây nhộm mà xôi này các bác này, nhưng mà không biết là nó ra màu gì. Ngoài bề rừng này thì có, nó sẽ có gọi là cái cây nhiều hơn. Thế là hôm nay không lấy được thì ngày mai Hải còn đi đâu để mà lấy đi bán nữa? Không biết ạ. Vâng.
không lấy được thì ngày mai còn có cái gì để mà đem đi bán không? Không biết rồi ạ. Ngày mai là không biết rồi à? Vâng. Nhưng mà không lấy được cái gì thì ngày mai là không có gì để mà đi bán rồi nhỉ? Bây giờ thì thế cùng em Hải là đi về đã cô bác ạ. Dạ là cùng lúc đầu thì cùng Hải là đi hái thì hái rau ấy, nhưng mà không hái được, chỉ hái được một chút thôi. Có lẽ là một chút này thì là đủ tối nay là bao cháu là để ăn thôi nhờ. Vâng. Không để mà đem đi bán được. Thế là thường thường là nếu mà em đi rừng ấy thì là đi bao nhiêu lâu thì em về? Nếu từ sáng đi thì chắc là tầm 1-2 giờ chiều mới về ạ. 2 giờ chiều về ạ? Vâng. Mọi lần thì em là đi xa không? Đi gần đây hay là đi vào tít trong rừng sâu? Em vào gần đây thôi ạ. Vào gần đây ạ? Vâng. Khi em mình thì em vào gần đây thôi ạ. Nếu mà có con chú mà đi cùng ấy thì là em sẽ đi sâu lấy, đi vào trong rừng sâu để lấy hơn ạ? Vâng. Thế mỗi lần đi lấy thì có lấy theo cơm để đi không? Có ạ. Có. Vâng. Là buổi sáng ăn cơm ở nhà xong là đi đến lúc nào mà đói thì lại lấy cơm nắm ra ăn ạ. Vâng. Bây giờ thì là cháu sẽ cùng em Hải đi về đến nhà đó cô bác ạ. Đi đường thì cũng không có, cháu sẽ không có ghi hình thêm nhiều nữa. Nếu mà một tí ghi hình thì nó quá là dài rồi. Hãy nạp Hải của anh lấy xuống một tí. Đấy, bây giờ thì đến nhà rồi cô bác ạ. Anh Sử thì vẫn còn để đi chăn trâu là chưa có về. Đấy, Sử thì chăn trâu là đi tận đâu để mà chăn trâu? Chăn dưới kia. Đây thì lấy chắc là lấy phơi đây cho nó khô một tí đấy nhỉ. Đấy, được vào một chút rau này chắc là tối nay là để đủ ăn thôi nhỉ, rau này. Đấy, bây giờ thì hiện tại là Sử là đang đi xuống cái kia thì chăn trâu rồi các bác ạ. Đấy, cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Và phải nói là rất là nể phục em Hải các bác. Năm nay mới có 12 tuổi thôi. Nhưng mà cái suy nghĩ của em thì rất là chín chắn. Đã biết nghĩ rằng là đi lấy rau về để mà tiết kiệm sau này nếu mà có cơ duyên là đi học thì sẽ dùng cái tiền đấy để mà đi học, còn nếu mà không có cơ duyên đi học cấp 3 thì em sẽ dùng số tiền đấy để cùng anh Sử là phụ giúp anh Sử để làm cái gì đó cô bác ạ. Và chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái thước phim này thôi cô bác, và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Này Hải thì bây giờ là đi tắm một chút thôi nhá. Vâng. Toát hết mồ hôi rồi, Hải đi tắm đi. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.